chào các bạn. Đây là tuyến đường Vạn Hưng Đạo thuộc thành phố Vị Thành, nơi sẽ tổ chức lễ hội festival ngành lúa gạo. Năm nay khâu chuẩn bị đã rất là khẩn trương, cũng sắp hoàn tất. Những ngôi nhà đã mọc lên và những gian hàng, những kệ để được trang trí. Những ngôi nhà đậm chất miền Tây xưa ở vùng đất Nam Bộ rất là đẹp. Đi ngang nơi đây, chúng ta như hòa vào không khí của Nam Bộ xưa, thời của ông cha ta. Cuộc sống bình dị, đầy tình nghĩa, nghĩa tình của người dân nông thôn. Đây, người ta đang lập mái ngói. Ngôi nhà gỗ. Giờ lúc này là bình minh và buổi sáng, không khí se se lạnh. Chúng ta đi vào tuyến đường này như lạc vào một cảnh sống mộc mạc bình dị của người dân Nam Bộ những thập niên xưa, những thời kỳ ông cha ta sinh sống trên mảnh đất này làm việc. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.